Rồi bây giờ mình đá bóng nhá. Ừ. Anh là fan của ai? Tao fan Lionel Messi. Messi à? Ừ. Ui giời, tưởng ai chứ. Thì ra là cái ông mà đi bộ mất dâu á. Thế mày fan của ai? Người ta fan của Ronaldo. Mạnh mẽ. Ồ trời ơi, còn hơn cái thằng fan Ronaldo mà vứt băng đội trưởng đi. Ồ trời ơi. Người ta vứt đi nhưng mà ít ra người ta có 5 quả bóng vàng. Trời ơi. Ừ thế tao đi bộ, tao đi bộ được 7 quả bóng vàng á. Rồi làm sao? Làm sao? Làm sao? Tao đảo như Messi, cứa lòng như kiểu là Lionel Messi. Ui giời, rồi mỗi tưởng gì. Ở trên cái thế giới này nhá, không ai xuất phạt hay bằng Ronaldo. Phết. Thế này, thế World Cup đã check vali về nước chưa? Xin lỗi đi, người ta vẫn đang đi thẳng. Thẳng này nè, bằng người loại là bố ơi. Chơi loại đâu, Bồ Đào Nha nhá, vừa thẳng chung kết rồi. Messi mới là đúng. Không, mày đã bóng bố. Đâu, đâu mày đá phạt đi. Thôi, tao luôn. Chuyển đi. Không. Chuyển đi. Không. Không chuyển à? Không. Nào, từ từ. Ôi trời ơi này. Mày, mày có đá ở nơi không? Trời ơi. Trời ơi. Đá bóng mờ cho mày, đá chân tao. Đá chân đâu thì đâu, người em làm cái gì? Mày giấy, mày đẩy đẩy sau này. Đẩy nó vào đẩy, chơi xấu. Xấu đâu xấu. Không biết đâu, bây giờ vào hai thằng đá penalty. Ừ. Rồi vào đi, bắt cột. Mày bắt trước đi. Không, vừa mới chơi xấu người ta thì bắt trước đi. Ủa này, đá tim à? Đây. Trời ơi, đá penalty ở đây mà. Đá mà. Đá nhưng mà sao mày, đá penalty là phải để bóng chết như này là đá này. Rơi phải cái gì đâu. Không. Đi bộ quên đi tao lá. Rồi, đá lại. Đá nhẹ thôi nhá. Không. Đá nhẹ thôi. Không. Trời ơi. Đá nhẹ thôi cơ mà. Không. Rồi, vô bắt đi. Rồi. Vô đi. Không được dắt nữa nha. Rồi. Này. Trời ơi. Đá chung thằng ăn thì đá lại. Được. Mày đánh em tao đá nhẹ thôi. Đá nhẹ. Vào bắt đi. Không với bạn. Đá gì? Chuẩn bị gần tháng trời đã được phát trong vòng loại. Nhưng mà cái đội tuyển Đức. Cái nó chưa được. Trời ơi. Đúng rồi. Vào rồi. Vào, nhưng mà vào đầu thằng nào đội mũ cối kìa. Thằng nào đây? Mày thế thoát rồi. Rồi cái đi, đá đi. Chuyển đi. Chuyển luôn đi. Trời ơi. Đá bóng thì khác mà đá chứ sẵn cho tao, tao bán hàng sao? Ok. Cái này, đường như mày à? Đây đường nhà nước mà. Nhưng mà tao đang bán hàng mày, tụi mày đá trước sẵn cho tao hay sao? Kệ mày, ai mua cứ mua ai đá cứ đá. Mà tụi mày đá như thế thì ai mà lại mua được? Đi, đừng bắt nó. Thôi, chuyển đi. Tao đi buồn cười. Kìa. Tâm là bây giờ tâm. Ủa, tao ngay đây, đánh đâu? Tâm là tâm. Ủa, mày cái thằng này, tao nói mà tụi mày không có nghe à? Ừ, thì tâm đi. Ủa, ngoài tay. Ôi, trời ơi, cửa đẹp thế. Hả? Trời ơi. Ôi. Đây, thấy chưa, tao nói mà. Tao trúng đâu mà mày cứ qua bên nhà. Sắp vào của tao làm gì? Chưa mày sao? Không phải nhiều. Không đi ra, tao bắn hàng á. Tao tớ nào. Ôi, trời ơi. Có thiệt với đầu tao. Nóng thế rồi, bán cái gì nữa? Mấy cái thằng kia tao nói mà tụi mày có nghe không? Trời ơi.
cái kem về, vừa xem World Cup vừa ăn kem đi. Ô hay nhỉ. Đây. Cô này. Ôi. Vẫn không trả lời à? Mà đi đâu hết rồi nhỉ? Ôi, thế sao trời lạnh này đi tắm sông? Thế thôi, tôi xin đôi dép nha. Đùa đâu, cứ đến mùa World Cup mình lại kiếm được tí thế này. Không mất kem lại vẫn có dép. Ngon. Toàn chiếc đẹp chứ. Lại này về bán lại cũng ối tiền. Để đi. Ôi. Ô. Đây có cả xe cả dép này. Ô này. Thế còn đôi này tôi xin nốt nha. Ôi chuyện này. Tôi vứt chi anh đây không đưa chìa khóa lấy làm sao được. Này. Thử bây giờ tháo chỗ nào. Ôi trời ơi! Đứng lại! Đứng tao! Ai đằng kia! Đây là đằng kia này! Ôi trời ơi! Đứng lại nữa! Con đàn! Ôi trời ơi! Bà đây! Bà đây! Cái tên anh tôi đây! Đây này! Ôi trời ơi! Lên xem nào! Ôi trời ơi! Hai đợi! Nghe tôi bảo! Nghe tôi nhá! Đừng có suy nghĩ để rồi! Cố gắng làm ăn rồi mà trả nợ! Chứ mà làm ăn trả nợ cái gì, ai làm gì, ai bóng bánh lô đề gì đâu mà trả nợ. Sao? Bọn con nạn ấy nó đi qua ăn cầm quả bóng ném bột cơ vào đầu, tí nó vào anh rồng, chạy hết rồi kìa. Đi nào? Đi đâu? Đi đuổi theo nó đi đâu nữa? Đứng lại không? Hả? Ôi trời ơi, tụi mày có đèn thì đèn lỡ được tao không? Đứng lại. Chạy làm cái gì không biết? Này, ba đứa chúng mày đứa nào ném bóng đầu tao? Hỏi ai thằng này này, ai thằng này này? Đem tiền cho người ta đi. Không có thì tao phải đến. Không phải ai thì mày, tại sao tao phải ném bóng? Đấy là việc của mày, tao biết làm sao được. Đem tiền đèn đỡ cho tao. Này Lương Khâu ơi, ba lại làm gì đây? Thì phải làm phá xóm à? Không. Bóng ban gì mà tung tóe hết cả lên thế này? Không phải, bạn không hiểu là đang mùa World Cup mà. Ô, tí nữa mà. Đang mùa World Cup tí. Ô, cái gì? Tôi đã bảo là đá bóng thì đi ra chỗ xa khác mà đá. Thế nào xa tôi đá vỡ hết đầu hết tịt rồi. Đang ngoài đường mà. Ngoài đường đâu, trước xa mà tôi bán hàng ở ngoài đường à? Ô, thế đây không ngoài đường, thì ngoài chợ à? Chỗ người ta mua để người ta bán hàng ở ngoài đường à? Tao không được biết, chỗ tao đang làm ăn. Đền cái xe máy tao tí nữa thì tao nhắc về được rồi nhá. Xe máy nào mà đền? Không biết, không phải của người ta. Được rồi. Bây giờ thịt với đậu của cô cũng nát hết rồi mà, làm sao mà lấy lại được nữa. Hay là để tôi làm món này cho mọi người xem qua cắt nhá. Ừ. Cùng ăn cùng xem, được không? Hợp lý. Không phải vỡ. Tại vì mày mà tao bị lỡ đây, thấy chưa? Rồi đi về nhà. Lỡ thì mới lại đậu người ta ra. Ôi, đi về đi. Lắm mồm. Mày quay chồng tao đó. Lắm mồm. Tao máu mỡ thịt chết nhà mày lắm mày à. Đá đi. Bóng đâu? Bóng trên này anh cầm bóng cơ mà. Bóng anh không cầm. Trời ơi, cho anh cầm. Đây cô này, sao mày lại bầu nhiều thế? Suốt ngày bầu này. Ừ, vừa thôi. Đây, bóng đây. Trời ơi, tao cứ tưởng có chừa đứa nữa. Gì mà anh đánh nữa thế? Thôi. Chừa gì? Bông. Đá đi. Đẻ như lợn. Chơi như nào? Chút chơi trước. Chơi như nào? Xoay 10 vòng. Rồi xoay thì xoay. Không phải. Xoay như này này. Đấy, xoay như cháu này. Phải nói tao tưởng xoay hip hop. Không, xoay như cháu ạ. Rồi chơi. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, thằng kia đếm tao coi. 5. Thua rồi. Ơi, mày có 4 mà. Thua rồi. 5 rồi, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 10.
6. Quay nữa đi, 16 mà. Cô đỡ đỡ đỡ. 4 cái nữa, 4 cái nữa. Đấy. Bạn ơi đỡ rồi đây. Bạn cứ xoay gì tôi đỡ. Trời ơi, đã hết vòng 1, trời ơi. Tao đã xoay được đâu. Chú đâu đấy, mày mới đợi tao xoay xong chưa? Bạn mới có 7 vòng mà bạn đã thế này rồi nhỉ? Thua cuộc, thua cuộc. Đây, đây, đây. Rồi, giờ đổi. Con này cổ vũ cho ai? Về đội Tú Kiam. Rồi, Alexander. Xoay đi. Rồi, chú xoay đi. Tao xoay trước. Đếm đi. 1, 2, rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rồi, rồi. Này đâu, nó chuẩn bị đá này. Đây chị thắng. Mày mày cho tao cái. Rồi. Mày tao vậy, mày em tao ấy. Không có anh em gì hết, không cùng một dòng máu là không có anh em gì hết ở đây nhá. Nhà mày dây mơ dẹn má nhà nó. Dây chuối nhá. Rồi rồi. Tao đã chuốc. Tao đã chuốc. Tao đã chuốc. Rồi đi ăn đá chuốc đi. Đá bành chảnh cái sạp của người ta ra mà còn đòi à? Đền gì đền đậu cho người ta đây. Đền đâu đền? Không đền giải bắt ngôn. Ừ. Thôi bạn cho đá thì tôi Nhưng mà nó mất dạy. Này này, mất dạy với ai á? Thôi. Bây giờ nha, World Cup 2022 xin được phép bắt đầu. Đá đèn. Xoay đi, xoay đi, xoay đi. Xoay nha, xoay luôn nha, không được thêm giam nữa. Này, 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 sao lại đặt ở đây? Thì người ta là con gái, người ta được yêu tiền đúng không? Một. Rồi, một. Hai. Hai. Ba. 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 Bốn. Ba bốn. Năm. Rồi, năm rồi. Sáu. Bảy. Ôi đâu mất ta. Đâu 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 đâu. Vào rồi. Vào rồi, thua chưa? Ôi này đỡ 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 tôi cái. Sao sao sao? Không phải tôi bị huyết áp á. Ông huyết áp cao à? Để tôi vỗ xuống nhá. Không phải. Không phải. Cho ngồi xuống đây. Này. Ôi thế hôm nãy bảo người ta bắt kem. Không phải đâu, đứng không được này. Từ. Bạn ơi, bạn kiếm cái gì ngọt ngọt tự ăn đi. Ăn ngọt ngọt à? Ừ. Ăn cả này. Ở đây có. Không. Kiếm nước gì ngọt đây, trà gừng nhảy. Thôi thôi. Đã chưa đồng công quạnh cái lấy nước cái đâu ra. Thôi đá lại đi, đá người ta thắng rồi cả, đá lại đi. Thôi đá lại đi, cố lên. Trời. Đâu. Được chưa? Này. Vì đến giờ chơi chưa? Chơi. Rồi. Xoay nào. Xoay đi, xoay đi. Xoay. Kẻ xong rồi, trời ơi. Kẻ nữa. Nào. Xoay. Xoay đi. Xoay đi. 1, 2, 1, 3, 1, chống hẳn tay đất ạ. 4, rồi 3, 5. Rồi. Chú đi mặt này. Ôi, vào mặt rồi kìa.
thằng kia đứng lại cho tao. Anh biết chị Mô, anh biết chị Mô. Đứng lại nữa. Trời ơi. Đứng lại đây tao. Ôi trời. Mày đập trứng là tao, đập làm thịt cho tao mà còn chưa chưa. Bạn ơi, trời ơi bạn ơi. Chị bắt đi. Mấy dịch. Bạn bắt nạt phụ nữ. Ô mày. Con này phụ nữ à? À quên, đúng rồi. Mới đẻ hai đứa. Ba đứa được cơ. Đây nhá. Anh tưởng anh xem có được không kìa. Thằng lưng khổ nó vứt bóng mặt tôi á. Nó hỏi thật nhá. Cay không? Có. Cay lắm à? Ừ. Này, tao bớt đỡ cay này. Bây giờ thì ném bóng mặt mày coi có cày không? Bình thường, bị sốt à? Đưa bóng mặt ra đây, đây. Bụi. Thôi, này, ăn đi này. Đây, hôm nay tôi làm đậu phụ sốt cà chua với chị thế này, ăn đi. Rồi, cho tôi xem nha. Nhé thì anh được mẹ ăn đi nhá. Này, bảo bác này gắt cho này. Không ăn, đứng lên đi về. Nào. Nghe một quảng cáo thịt thì mình ngon lắm, đưa xem nào. Có ăn không? Thịt nhà người ta đem sang ra miễn phí mà còn kêu à? Rồi, ăn đi, ăn đi. Rồi. Nhà tao nhá, tao thích đuổi đứa nào tao đuổi nhá. Bảo bác đây. Này nhá, thịt mít đậu nhà tao nhá. Thôi, bảo bác đây nào. Nào. Cô ăn cũng mà cứ hầm hầm mè hè nhỉ. Sang nhà người ta thì vui vẻ lên. Không có đuổi đó. Cày không chịu được. Ăn đi. Cày đứng lên đi vậy. Thôi, ăn đi. Cũng phải để người ta ăn thịt với lại ăn đậu thì người ta xong rồi về trước. Không cần. Thôi ngon. Ngon. Con này anh dở kháo tài á. Lúc thôi. Đây. Bật cho cái tivi lên coi à. Bật ra, bật từ. À, đến rồi, đá bóng rồi. Bật đi. Vương quốc. Đá bật đi. Anh bảy của tao đá. Có hội Ronaldo không nhỉ? Tivi không lên. Không lên. À, cái này không phải rồi. Trước nhà tao đó có cái 62 inch hay là 82 inch gì đó. Bố viên tao mang đầu làng á, đổi cho ông nào á. Cái bộ đội đánh mùa quân cấp gì đó. Không hả? Không phải, cái này khổ đó, chờ đưa cho đấy mà. Cái này có lên được đâu. Không biết, anh xem được. Anh xem cho tôi xem. Đi TV Samsung còn mỗi chữ sáng. Cổ mà, cổ. Nè, con cấp có công phượng đâu. Đứng lại đi về, nhanh. Cái buổi lần nãy thì là cứ bảo người ta đi về. Cho nó đúng hả? Đúng á thì mà đúng ăn đầu ăn thịt nhà người ta mà bảo người ta đi về à? Mày đừng tưởng có đậu với thịt mà mày câm được mồm tao nhá. Không có đâu nhá, nhà tao mà tao thích đuổi ai tao đuổi. Tôi thích cả đậu với thịt đây. Tao ăn rồi. Rồi, ăn đi. Ăn nhanh cho con xem bà bóng. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một subscribe, một comment, một like. Rồi, một like được chưa? Like.